Sao cả con lợn mình nuôi 2 năm mà mẹ không biết 5.000 nhỉ? Tháng nào đủ cắt anh cho anh cắt tóc. May thế, mình còn tiền ở trong ví. Ủa? 1.000, 2.000, 3.000. Thế bây giờ có 8.000. Phải thực hiện lệnh chuyển tiền từ ví anh hai sang ví em gái mới được. Kiểu gì anh hai cũng thích kiểu tóc này. Đi chơi Tết. Thế này chắc được đấy. Đúng rồi, mình phải đi vuốt vuốt cho anh đấy cho giống Lee Jun Kim. Cái gì đâu, làm thợ cắt tóc đơn giản. Vuốt tóc thôi mà. Nhìn chất thế, như là Hàn Quốc luôn. Ai dậy chắc là thích quả đầu này lắm này. Nhìn chất thế. Chất gì hả em? Hả? Em bảo anh rất chất. Anh lúc nào chẳng chất. Ôi mà sao anh lại ngủ gật nhỉ? Đang làm việc. Thôi em chuẩn bị cơm đi, tí bố mẹ về ăn cơm. Anh đi rửa quái mặt rồi về ăn cơm đây. Hằng, dạ? Em lại là nghịch tóc của anh phải không? Tóc đẹp của anh, em biết ngay mà. Ôi giời, anh nói bao nhiêu lần rồi, bảo không cắt tóc rồi cứ vặt đầu anh ra cắt là thế nào? Đẹp, đẹp cái gì mà đẹp? Mình thấy đẹp mà sao anh hai không thấy đẹp nhỉ? Bây giờ mà không giúp anh đấy lấy lại kiểu tóc cũ thì anh đấy không nhận mình là em gái nữa. Thế bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Nên hỏi Google xem là tiệm tóc nào ở Hà Nội làm đẹp nhất. Tiệm tóc nam đẹp ở Hà Nội. Đâu xem nào. 30 size à? Được, mình sẽ chọn 30 size. Em đi ra đi, đừng có dính líu với anh nữa. Bao nhiêu lần anh bảo không được cắt tóc của anh nhỉ? Thì em cắt không mấy lần đó. Em vừa tìm trên Google ấy là 30 size là tiệm tóc đẹp nhất Hà Nội luôn ấy. Ồ. Anh có muốn đi cắt không? Em trả có tiền cho. Thật nhá? Vâng, em có một con lợn to mà anh không nhớ à? Nhưng mà anh thấy em hay ăn kẹo lắm. Anh nghi lợn em chỉ mua về chơi thôi. Anh em nhìn cái quả đầu em cắt cho anh đi, giống ai? Giống đi Jun Kim mà. Có mà giống trông giống cho á. Giống cái gì thì giống, nhưng bây giờ anh có đi 30 size không? Có, đi lấy tiền đi. Anh ra xuống gác xe ra nghe. Con lợn của mình tiếc thế. Nuôi 25 liền không gắn động. Ôi, tạm biệt em heo nhá. Hẳn là lợn 2 năm. Sao cả con lợn mình nuôi 2 năm mà mẹ không biết 5.000 nhỉ? Anh cắt tóc.
May thế mình còn tiền ở trong ví. Một nghìn, hai nghìn, ba nghìn. Thế bây giờ có 8.000. Phải thực hiện lệnh chuyển tiền từ ví anh hai sang ví em gái mới được. Hiện tại em kiểm tra lịch thì bây giờ có lịch 2 giờ 15 bên em vẫn còn trống ấy. Em sẽ hỗ trợ cho anh vào lịch 2 giờ 15 chị nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Chị vui lòng cho em xin số điện thoại của chị ạ. À, số điện thoại của anh đi. Em đâu có điện thoại đâu. Cho em xin số điện thoại của anh nhé. 0123. Anh vui lòng cho em xin tên anh nhé. Dạ em tên là Thái Chuối ạ. À vâng. Mời anh Thái Chuối qua cái hồ nước chờ điện thoại. Vâng. Thế bạn chưa vào gội đầu nhé. Bạn ơi, bạn thử khăn để giúp mình nhé. Anh bỏ ra đi. Thôi, ngại. Thì bỏ ra mới gội đầu được chứ. Ui, có gì đâu mà phải ngại. Em vẫn thấy tóc anh đẹp mà. Em thì em cũng chưa chọn được nhưng mà cơ bản là tại cái cô em gái ở nhà làm hỏng mất kiểu tóc của em rồi anh ạ. Mà sắp đến Tết rồi em chưa, em hỏng tóc là không có tóc để đi ăn Tết. Thế nên là anh chọn cho em một kiểu ấy. Anh cứ làm nào cho anh đấy giống Hàn Quốc ấy. Em thích mấy anh Hàn Quốc ở thôi thôi không, BTS. Không Lee Jung Kim nữa. Hả? Không 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 Jun Kim, Jun đũa đâu nhá. Thì bây giờ nhá là mình sẽ chỉnh form cho bạn. Vâng. À, xung quanh mình sẽ cắt cao lên. Vâng. Thế này là mình sẽ uốn cho nó bồng, chạy ngược ra đằng sau sẽ sáng khuôn mặt mình hơn. Vâng. Sau đó mình sẽ nhuộm cho bạn một chút màu và vâng. Nâu sô cô la để tôn cái da mặt này. Sô cô la. Thì hôm nay là bạn thế là anh ơi. Một gói full combo thì mình lột xác luôn. Full combo. Full combo. Nhưng mà sợ tốn tiền em ạ. Không không, anh không phải lo đâu. Riêng em chi hết cho, anh cứ yên tâm. Thật á? Ờ, anh nắm tất cả các bước em. Full tất cả các thứ luôn. Ui. Cho em thanh toán ạ. Anh tránh ra, em thanh toán cho. Vâng, để em gái em thanh toán ạ. Hôm nay mình sử dụng một size combo của anh là hết 100.000 nhá. Dạ. Uốn cao cấp là hết 349.000 ạ. Và nhuộm siêu dưỡng là hết 289.000 và dưỡng là 396.000 ạ. Tổng dịch vụ của mình là 1.134.000 ạ. Vâng. Thì sau khi mình uốn xong ấy thì mình cũng muốn dùng thêm sản phẩm để giữ được nếp và cái dầu gội. Bên em đang có những cái dòng dầu gội mới ấy, vâng, giúp giữ màu được lâu hơn ạ. Vâng. Mình cũng muốn này em gái à? Hay sang bên Tết rồi hay là anh em mình đầu tư nhỉ? Anh cứ thoải mái đi, em chi hết. Đấy. Anh mua gì nữa? Có chị ạ. Vâng. Gội Kemon này mới về ạ, là dòng dầu gội giữ màu rất là tốt ạ. Mình dùng thêm thì nó sẽ giúp làm mềm tóc mình và vâng, giữ màu được lâu hơn ạ. Vâng vâng. Rồi. Đây, em lấy thêm hộp nữa. Hai hộp. Sáp thì bên em có dòng sáp Kevin mới về đấy ạ. Kevin. Vâng, cái dòng này xuất xứ từ Mỹ. Mua luôn đi anh, mua luôn. Mua luôn nhá. Vâng ạ. Cho em 2 hộp. Mấy hộp ạ? À? Hôm nay mình lấy những sản phẩm này đúng không ạ? Vâng. Gồm của mình là một lọ lấy hết 280.000, hai lọ lấy hết 560.000 ạ. À, sáp Kevin một lọ là 690. À, anh lấy hai lọ là tổng là 1380. 1.380.000 đúng không ạ? Và dầu gội giữ màu anh lấy hai chai đúng không ạ? Vâng ạ, một chai là 350.000. À, hai chai là tổng là 700 ạ. Rồi tổng dịch vụ của mình hôm nay hết 3.774.000 ạ. Em trả thấp cho anh cứ yên tâm đấy em gửi ạ. Rồi.
Ôi, hôm nay mua sắm tốt nhỉ. Ơ này, mà em lấy tiền đâu ra? Hả? Em lấy tiền đâu ra? Thì em chủ trì còn anh chủ chi mà. Thực ra tiền đấy là của anh.